Và đây là anh Thắm. Anh Thắm là một khách hàng đang sử dụng dịch vụ của bên chúng tôi. Thì thưa anh Thắm, thì anh có thể cho em xin một vài ý kiến về đánh giá về, thứ nhất là về cách chúng em làm việc, cách các bạn phục vụ từ sáng đến giờ, cũng như là chất lượng anh đánh giá như thế nào? Thì thông qua cái trang website của bên công ty ấy, thì tôi có được xem. Sau đó thì cũng có gọi điện, và cũng từ cái khâu tiếp quản khách hàng cho đến phục vụ. Nhất là cái thái độ phục vụ của tất cả anh em công ty tôi rất tâm ý, hài lòng. Và thực sự để nói là rất nhiệt tình. Đầu tiên tôi định làm một cái, nhưng sau đó tôi làm hai cái. Và cái gói của bên công ty là hoàn toàn xứng đáng đồng tiền bỏ ra. Và cái chăm sóc cái xe sau khi mình từ cái máy cho đến tất cả xe trong nội thất thì thực sự là tôi ít. Bên cạnh đó thì cũng cảm ơn các đội ngũ anh em có những người như vậy nhiệt tình như thế thì mình mới đẩy cái thương hiệu của mình lên. Và tôi hy vọng là sẽ có nhiều người cũng sẽ giống như tôi, sẽ hài lòng và giống như tôi. Đây là ông chủ của một chiếc xe tuyệt vời này á. Anh sang anh thấy cái khoang máy sau khi tụi em làm nó như thế nào? Ok, rất chuẩn. Anh có thể cho em xin một vài ý kiến được không ạ? Chung là vệ sinh bằng cách hơi nước như vậy thì nó tẩy rất nhiều cái chất bẩn cứng đầu lâu năm. Tại vì mình chà rửa bằng tay, mà ra tiệm rửa mình xịt bằng nước, mình rửa bằng xà bông. Thì quá trình đó thì nó không thể nào mà nó tẩy được hết sạch một hoàn toàn 100%. Sau khi mình dùng qua cái hơi nước nóng này mình xịt như vậy thì những cái vết bẩn mà nó lâu năm mà nó bám mà nó không ra thì nó nhờ cái nhiệt độ hơi nước nóng. Nó sẽ là đánh tan được cái những cái vết bẩn này thì nó hầm máy mình trở lên như mới. Nói chung là ok, chuẩn. Tôi rất hài lòng.